Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Kia Sonet, chiếc xe gầm cao 5 chỗ phân khúc cỡ A của bên nhà Kia, mà trong cái video ngày hôm nay, ngày mùng 4 tháng 11 năm 2022 này, khi mà ngay ngày hôm nay thôi thì mình cũng vừa cập nhật được những cái thông tin giá bán dịp đầu tháng của cái thương hiệu Kia này. Trong đó thì có Kia Sonet có sự điều chỉnh về thay đổi mức giá bán trong dịp đầu tháng 11 này. Những cái chương trình khuyến mại tăng cường thêm so với tháng 10 vừa qua, quý chị các bạn ạ. Với Sonet là một chiếc xe gầm cao cỡ A 5 chỗ đang cạnh tranh với cả chiếc xe Toyota Ray, một cái dòng xe được nhập khẩu tại Indonesia. Thế còn Kia Sonet thì hiện tại đang được phân phối tổng cộng với 4 phiên bản, và cả 4 phiên bản này thì đang là sản xuất và lắp ráp trong nước. Với Sonet thì chúng ta có cái giải sản phẩm là nhiều hơn, sự lựa chọn nhiều hơn so với cái dòng xe Ray. Sonet thì sẽ có 3 phiên bản số tự động và 1 phiên bản số sàn. Vậy thì những cái tăng cường thêm khuyến mại của từng phiên bản trong dịp đầu tháng 11 này nó sẽ là như thế nào thì mình xin phép là cập nhật luôn để các bạn có thể nắm được. Đầu tiên là Kia Sonet phiên bản 1.5 Premium. Sonet sử dụng động cơ 1.5 máy xăng hút khí tự nhiên các bạn nhé. Hộp số của Sonet là hộp số vô cấp CVT quý chị các bạn ạ. Bản 1.5 Premium hiện tại đang có mức giá niêm yết là 624 triệu. Thời điểm trước thì với chiếc xe này không có chương trình khuyến mại gì, nhưng mà đến thời điểm này thì hiện tại đại lý sẽ bán với mức giá đầu tháng 11 là 612 triệu. Như vậy là đâu đó được giảm khoảng tầm 12 triệu. Và ngoài ra cái mức giá tính lăn bánh này, đại lý cũng linh động thêm một chút nữa cho cái phiên bản 1.5 Premium này. Và mình có cập nhật lăn bánh ở tỉnh của nó là 669 triệu, ở Hà Nội là 702 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 689 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh lăn bánh 1.5 Premium là 669, ở Hà Nội là 702 và thành phố Hồ Chí Minh là 689. Như vậy là mức giá lăn bánh cũng tốt hơn so với tháng 10 khoảng tầm 12 triệu. Với phương án trả góp cái bản 1.5 Premium này, ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền là 186 triệu, Hà Nội sẽ là 219 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 206 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 186, Hà Nội là 219 và thành phố Hồ Chí Minh là 209 với Sonet 1.5 phiên bản Premium. Đó là một phiên bản cao cấp nhất về cái dòng xe Sonet này. Dưới phiên bản 1.5 Premium là phiên bản 1.5 Luxury. Bản Luxury này hiện tại đang có mức giá niêm yết là 594 triệu đồng. Và tại thời điểm này thì đại lý đang bán với mức giá là 586 triệu. Như vậy là đâu đó khuyến mại có khoảng tầm được 8 triệu. Và ngoài ra đại lý cũng linh động thêm một chút nữa vào cái mức giá lăn bánh này. Thì mình có cập nhật lăn bánh ở tỉnh của bản 1.5 Luxury là 643 triệu, ở Hà Nội là 675 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 663 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 643, Hà Nội là 675 và thành phố Hồ Chí Minh là 663 với Sonet 1.5 Luxury. Mức giá này so với thời điểm của dịp tháng 10 thì cũng linh động hơn khoảng tầm 8 triệu. Đấy. Phương án trả góp 1.5 Luxury này, ở tỉnh các bạn sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 179 triệu, Hà Nội tối thiểu là 210 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 198 triệu đồng với chị ạ. Tỉnh là 179, Hà Nội là 210 và thành phố Hồ Chí Minh là 198 với Sonet 1.5 Luxury. Phiên bản này là một phiên bản cũng được rất nhiều người quan tâm và lựa chọn cùng với cả phiên bản Premium. Hai phiên bản này là hai phiên bản mà tăng cường thêm giảm giá trong dịp đầu tháng 11 này. Sang phiên bản thứ ba đó là 1.5 Deluxe của Kia Sonet. Mức giá của nó là 554 triệu đồng. Thì với phiên bản này thì tại thời điểm này với những cái chính sách giá linh động của đại lý, mình có cập nhật lăn bánh ở tỉnh là 605 triệu, ở Hà Nội là 635 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 626 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 605, Hà Nội là 635 và thành phố Hồ Chí Minh là 626 các bạn nhé. Đây là lăn bánh của 1.5 Deluxe số tự động của Kia Sonet. Phương án trả góp bản này, ở tỉnh sẽ bỏ ra là 168 triệu, Hà Nội sẽ là 198 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 188 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh 168, Hà Nội là 198 và thành phố Hồ Chí Minh là 188. Nếu như không thích Hyundai Accent bản đặc biệt, không thích Toyota Vios, không thích những dòng xe sedan cỡ B thì hoàn toàn các bạn có thể lựa chọn cùng y nguyên tầm tiền như vậy, lựa chọn về Sonet 1.5 Deluxe các bạn ạ.
với phiên bản thứ tư, đó là phiên bản số sàn, phiên bản duy nhất có một số sàn thôi. Bản này đang niêm yết là 499, đại lý sẽ bán với mức giá là 490. Và mình có cập nhật 1.5 deluxe số sàn của Solet ở tỉnh là 543 triệu cần bỏ ra, ở Hà Nội là 573 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 563 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 543, Hà Nội 573, thành phố Hồ Chí Minh là 563 các bạn nhé. Phương án trả góp Solet số sàn ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền 150 triệu, Hà Nội là 181 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 170 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 150, Hà Nội là 181 và thành phố Hồ Chí Minh là 170 với Solet 1.5 deluxe số sàn các bạn nhé. Đó là bốn mức giá của bốn phiên bản Kia Solet, chiếc xe crossover cỡ A gầm cao 5 chỗ trong dịp đầu tháng 11 này. Ngày hôm nay mình mới cập nhật được chính sách giá của bên nhà Kia các bạn ạ. Và cơ bản là tăng cường thêm khuyến mại đặc biệt với hai phiên bản, đó là phiên bản 1.5 Premium và phiên bản 1.5 Luxury có chính sách giá tốt hơn so với giờ thời điểm của dịp tháng 10. Với cơ bản thì trong những cái thời gian gần đây thì về xe, những cái dòng xe trên thị trường cơ bản là đều có những cái chính sách giá linh động hơn, khuyến mại hơn. Trừ những dòng xe mà không có xe thì đương nhiên vẫn mức giá nó vẫn chững như vậy. Vì thực ra có giảm thì cũng đâu có xe bán đâu quý chị các bạn ạ. Những dòng xe thường có sẵn thì đương nhiên chính sách sẽ ra là linh động trong cái thời điểm này. Tháng này cũng là tháng chót của cái tháng năm 2022 rồi. Tháng sau là cuối năm rồi thì thường những cái thời điểm này là cái chính sách giá mà những dòng xe nào có sẵn thì thường sẽ là linh động để chạy những cái chỉ tiêu cuối tháng cuối năm. Vậy thì nếu anh chị chúng ta quan tâm về Kia Solet thì ngay bên dưới góc trái màn hình này là số line của bên đại lý của bên Kia. Rất mong anh chị chúng ta hãy cứ liên hệ, nhắn tin, gọi điện, Zalo. Cuối cùng xin chào, hẹn gặp lại. Hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh để liên tục cập nhật những cái chính sách giá tốt nhất tới từ Topcar VN. Xin chào ạ.